hả? Trái cây. Bà cắt đây, cắt đây tí bà đem vô được không hả? Tí con đem vô. Đem vô đi. Hai con đem vô cho. Lặng quá, còn mua cho cẩn cũng tiền. Dạ, đem vô nha. Mua chi cũng tiền. Đem vô để dành mua chứ dành cho bà ăn. Nhà bà ở có mình. Bà có mình bà ở nhà không à? Con biết đầu nhà ta có ông bay. Dạ. Có vợ chưa? Dạ có vợ con rồi. Có chưa rồi đó, cứ mệt lắm. Có vợ con rồi, bà sáng giờ ngồi ra ngoài trước ngồi chơi vậy đó hả? Giờ con cháu hôm nay có về không? Không. Lâu lắm mới về hả? Cảm ơn con mua chi không biết. Cái tay bà nay lành khỏe rồi ha. Mua cực khổ một thầy mua chi con. Trái cây không? Trái cây để dành ăn không? Trái cây xòi với lại chanh cơm. Với lại bánh ngọt. Buồn tối tối buồn ăn. Bà uống trà gì không? Có uống nước trà hả? Cảm ơn con tặng cậu. Dạ. Còn hơn giờ bữa nào con cho con mua trà cho bà nha. Mua trà gói cho bà uống ha. Dạ dạ. Trà hén. Dạ con có nhà có trà thơm lắm. Dạ. Không, giờ con cảm ơn nha trời cậu. Dạ. Bây còn hơn trà ra nữa. Quý quá rồi. Bây lo xử lý với con là không có lo à. Bỏ hết chuyện đói. Tại mấy anh mấy chị bận đi làm xa quá. Mình... làm đâu biết thành phố đi cái đâu xa. Dạ. Còn học hết hai ông Bưng nè. Dạ. Chắc hả? Bỏ bà ngoại chứ chắc chết luôn. Lâu lâu về thăm ha. Nè có bà ngoại hả? Là không có được một tiếng, không có được bỏ rơi. Năm nay là ngoại chắc cũng tám mấy tuổi hả? Có mấy rồi. Heo. Lại con đâu biết heo là nhiêu tuổi đâu. Nè là tám mấy rồi. Ngoại ăn cơm được nhiều không? Ăn bữa nửa chén chén. Nửa chén chén cơm hả? Ngoại vẫn nấu cơm ăn bình thường hả? Ấy điện vô. Nó bán là cục điện quậy thôi rồi. Dạ. Khổ ghê nào. Nấu ăn với giờ ai nấu con. Dạ. Nào chết thôi chứ. Nó có ai nói. Thôi kệ đừng buồn ngoại lâu lâu con cháu nó về con. Lâu lâu con ghé thăm. Dạ. Con ở gần đây con chạy lâu lâu con thăm ngoại. Cảm ơn con hơn con của con nữa. Giờ con rảnh rảnh là chạy lên thăm ngoại. Có gì thì con mang cho ngoại ăn đó. Cảm ơn con. Dạ. Con cần ngủ nữa. Con vừa có bỏ quậy rồi đó. Tại mấy anh chị kiểu khó khăn. Khó khăn gì? Chào hết mẹ khó khăn gì? Thằng trắng ở Bưng nè. Dạ. Có bà già chắc chết luôn. Có bà mẹ rồi nó không lo. Quay bánh tiền gì nước ăn là có đủ. Dạ. Uống men rồi. Khổ quá có mày nặng nhân già chết nó tội đến mắng chết lên. Ngoại tối ngủ được không? Ngủ ít ngủ. Ít ngủ lắm không à? Ngủ được mấy tiếng không? Chín tiếng ngủ. Ít vậy đó hả? Cả đêm mà ngoại ngủ được có một tiếng à? Ít chưa ha? Ít ngủ. Cái bánh ít đó ai mới mua cho ngoại hay gì đó? Phải không? Bánh tét mua ngoại. Bánh tét ngoại đi mua hả? Ngoại gửi ta mua á. Đâu có cần nữa sao ấy. Ngoại ăn mà nhiều lúc á lạc miệng rồi lấy trái cây ăn vô bánh vô không? Trà để mấy chiều con đem trà lại cho ngoại. Nhỏ là cháu ngoại nè. Con lớn rồi nè đẹp ghê đó. Dạ. Lên. Cháu ngoại á. Hôm nay nó có tràn vô trong đúng không ạ? Không có. Hết tràn hả? Có bà ngoại xấu đâu có nhà. Mẹ có chết được kiếm mua rượu lậu đâu có nhà. Không đi chơi. Lúc Thanh á, đâu có nhà. Cái chút ở thành phố luôn, chết luôn chứ đâu. Thôi con ghé cho mua ba trái cây cho ngoại ăn ha. Giờ để con cho ngoại. Con có chút đỉnh tấm lòng con. Cho ngoại để dành ngoại tiền mua bánh ăn ha. Không có cần ăn gì ăn luôn ha. Cái cây rượu lậu còn gì ấy. Hả? Cho cái cây thôi để cho ngoại chút đỉnh để cho ngoại muốn mua cho ngoại mua còn hơn con rủa tôi nữa đâu có gì trời này kia con không nó bỏ con lo đâu bỏ cho mẹ già chết mẹ con ba má là bắt cho chết mẹ cho đời để sống chi bỏ chết lên.
ba đồng mẹ hơn. Cắt để dành là mua muốn ăn uống gì ở ngoài, muốn ăn gì á nhờ người ta mua giùm nha ha. Cảm ơn con, trời ơi con hơn con ruộng, con ruộng con bỏ hoài con ơi. Thôi mà cắt tiền bỏ túi đừng để cho thấy mất công. Bỏ túi đúng không? Cảm ơn con. Tính toàn nhớ xài không đủ, tháng không chịu bạc. Thôi vậy ngoài là ngồi nghỉ cho mát mẻ ha. Con đi về đi, trời ơi. Cảm ơn con quá, con hơn con ruộng. Chào một trà ngán ngoài kêu mua trà ngán đúng không? Ba trà ngán đây. Bỏ vô bình không? Rồi thì đó ngoài bỏ bình bỏ nước vô. Đã, quá. Đó, đó ngoài để dành luôn. Đây là địa chỉ nhà của ngoại, bà ngoại ở nhà của mình. Dạ. Đây là ngoại được ngoại ở gia đình được liệt sĩ á bạn. Gia đình ngoại liệt sĩ, thương binh liệt sĩ có con với chồng cách mạng các bạn. Nên các bạn nào rảnh thì có thời gian sắp xếp chạy lại thăm nhà ngoại. Nhà ngoại cũng ở xã Bình Mỹ, địa chỉ xã Bình Mỹ đó, giờ quay lại địa chỉ đây cho các bạn xem. Mai cũng được nhà tình thương của chính quyền xây cất. Đây là địa chỉ. Thôi con về nha ngoại. Ba không có gặp ổng hả?